Poodle Tiny giống chó đáng yêu và thân thiện nhất hành tinh. Những em chó Poodle Tiny nhỏ xinh luôn đốn tim bất cứ người yêu chó nào. Đây chắc chắn sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn nuôi chó. Tiny Poodle nổi tiếng là hoa hậu đáng yêu và thân thiện nhất hành tinh đấy. 1. Đặc điểm hình dáng giống chó Poodle Tiny Chó Poodle Tiny là những chú chó Poodle bị sinh non nên chúng có thân hình nhỏ bé hơn bình thường. Tương tự như chó ti cục, Poodle Tiny chỉ được coi là biến thể không chính thức của giống chó Poodle. Chó Tiny Poodle có kích thước trung bình nhỏ hơn 20cm và cân nặng khoảng 3kg. Vì là chó sinh non nên sức khỏe sẽ yếu hơn so với những con chó bình thường khác. Một điểm đặc biệt nữa là là tai của Tiny Poodle thường rất dài nên trong quá trình nuôi bạn nên chú ý vệ sinh cẩn thận. Do đó, những chú cún Poodle Tiny sơ sinh cần sự chăm sóc cẩn thận trước khi được đưa về nhà chủ mới. 2 nguồn gốc giống chó poodle tiny. Theo tiếng Anh, tiny nghĩa là tí hon, nhỏ bé. Còn về poodle trong tiếng Đức có nghĩa là thợ lặn. Hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi về nguồn gốc của loài chó này. Dựa trên nhiều tài liệu ghi chép thì chó poodle được nuôi cách đây 400 năm trước ở các nước Tây Âu. Loài chó này trước đây thường được sử dụng để săn chim và bắt cá tại Đức, bởi chúng có khả năng chịu gió, rét rất tốt nhờ lớp lông dày bảo phủ phía bên ngoài cũng khả năng bơi lặn rất tài tình. Còn ở Pháp, chó Poodle được huấn luyện để trình diễn siếc vì chúng rất thông minh và có khả năng tiếp thu tốt. Cũng nhờ vậy mà loại hình nghệ thuật canic bắt đầu xuất hiện tại Pháp. 3. Đặc điểm tính cách giống chó Poodle Tiny Không riêng gì chó Poodle Tiny, hầu hết các loài chó Poodle đều vô cùng hiền lành, thân thiện và rất thông minh. Giống chó này sống hòa đồng với tất cả các loài thú cưng khác trong gia đình, rất ít khi bạn thấy chúng cắn, sửa các loài chó cảnh khác. Chó poodle tiny cũng rất quấn người, chúng rất thích được vuốt ve và chơi đùa cùng chủ nhân. Poodle tiny lông xù không chỉ rất thông minh mà chúng còn sở hữu một trí nhớ tốt. Bạn có thể dạy chúng một số trò chơi đơn giản để chúng rèn luyện trí nhớ. Khi phát hiện có điều bất thường xảy ra, chúng sẽ sủa toáng lên để báo động cho chủ nhân. Chúng không những sủa to mà còn sủa dai nữa đấy. 4. Chó poodle tiny sống được bao nhiêu năm? Theo đánh giá Chó Tiny Poodle có sống khoảng 5 năm, có một số trường hợp đặc biệt nếu bạn chăm sóc tốt thì tuổi thọ của cún có thể lên đến 8 năm. 5. Chó Poodle Tiny ăn gì? Như đã đề cập ở trên thì Poodle Tiny là những chú cún bị sinh non nên sức khỏe thường rất yếu. Kèm theo đó là cơ quan tiêu hóa của Poodle Tiny cũng kém nên cần phải hết sức chú ý trong việc lựa chọn thức ăn. Chó Tiny Poodle kén ăn và thường ăn rất ít nên để đảm bảo đủ hàm lượng chất dinh dưỡng thì người chủ cần tìm hiểu thật kỹ lưỡng tùy theo độ tuổi của cún mà chế độ ăn sẽ khác nhau. Đối với những bé thai ni nhỏ hơn 3 tháng tuổi, đây là giai đoạn chó mới sinh nên hệ tiêu hóa còn khá yếu, bạn nên cho cún ăn cháo loãng là tốt nhất. Ngoài ra, thức ăn cũng cần ngầm mềm và băm thật nhỏ trước khi để cún ăn. Thay vì cho chúng ăn nhiều thì nên chia làm nhiều bữa nhỏ trong ngày. Ngoài ra, cần bổ sung thêm sữa ấm để đảm bảo chó không bị thiếu canxi. Đối với những em poodle tiny 3 đến 6 tuổi, giai đoạn này vẫn nên cho cún ăn các loại thức ăn mềm như cháo gà, ỏ. Thỉnh thoảng có thể cho cún ăn cơm nhưng với số lượng vừa phải. Đối với những em poodle tiny lớn hơn 6 tuổi, giai đoạn này bạn chỉ cần cho chúng ăn hai bữa ngày. Tuy nhiên, trong khẩu phần ăn cần phải đa dạng để đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại chất bổ cần thiết. Tuyệt đối không nên cho poodle tiny ăn xương vì giống chó này quá nhỏ cũng như hàm răng của chúng không đủ khỏe để có thể ăn được loại thức ăn này nên để chó poodle tiny ăn trứng vịt lộn hàng ngày để bộ lông luôn bóng mượt, giảm gãy rụng. Vì chó poodle tiny có hệ tiêu hóa kém nên bạn phải cung cấp nước sạch thường xuyên cho cún. Nước uống sử dụng nên là nước lọc đã được đun sôi để nguội, đồng thời nên thay nước hàng ngày để đảm bảo vệ sinh. 6. Hướng dẫn cách nuôi chó poodle tiny. Chó poodle tiny có ngoại hình nhỏ bé, sở hữu bộ lông xoăn tít cùng với những màu sắc phổ biến ở poodle như trắng, nâu đỏ, Chăm sóc lông chó poodle dòng tiny. Chó poodle tiny có điểm đặc biệt hơn so với những giống chó khác là chúng không bị rụng lông. Tiny poodle sở hữu bộ lông dày và dài nên bạn cần phải vệ sinh đều đặn hàng tuần. Bạn nên tắm một lần cho cún một tuần lần bằng nước ấm để loại bỏ vi khuẩn bám dính trên bề mặt lông và da. Sau khi thoa dầu tắm, bạn nên massage nhẹ nhàng toàn bộ cơ thể chó để đảm bảo bộ lông được làm sạch hoàn toàn. Lưu ý Sấy lông sau khi tắm là điều vô cùng quan trọng để ngăn ngừa bệnh cảm cúm, viêm họng, cảm lạnh ở chó Cuối cùng, hãy pha một ly sữa ấm để chó Poodle Tiny uống và thoa dầu dừa lên lông để giữ độ bóng mượt Mỗi ngày bạn cũng nên dành thời gian để trải lông cho cún bằng lược chuyên dụng Lông của chó Poodle Tiny rất nhanh dài nên khoảng 2 tháng bạn phải cắt tỉa một lần Nếu bạn muốn tạo kiểu thì phải đợi chó Poodle Tiny trên một tuổi Bởi giai đoạn này lông chó mới thực sự hoàn thiện Tình trạng sức khỏe của chó Poodle Tiny Một số căn bệnh mà chó Poodle Tiny thường xuyên mắc phải là bệnh về hô hấp, xương khớp, bệnh Addison, bệnh động kinh, viêm tuyến bã nhờn, bệnh dạ dày đường ruột hay các loại bệnh về lông, la, nhiễm trùng tai. Nguy hiểm nhất là các loại bệnh về đường hô hấp, chó Poodle Tiny rất dễ bị dị ứng với bệnh này vào mùa đông. Do đó, bạn cần phải chú ý giữ ấm cho chúng khi thời tiết trở lạnh bằng cách dùng đèn để sưởi ấm. Đối với những chú chó con cũng nên dùng đèn sưởi vào buổi tối tất cả các ngày trong năm, bởi loài chó này có KHA năng chịu lạnh rất yếu. Ngoài ra, bạn cần phải đưa chó con dưới 1 tuổi đi tẩy run định kỳ và tiêm phòng đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ thú y. Môi trường sống của chó Poodle Tiny Những chú chó Poodle cũng như Poodle Tiny hoàn toàn thích hợp để nuôi trong những khu chung cư có diện tích chật hẹp. Chúng cũng ít chạy nhảy và ít phá phách đồ đạc trong nhà. Tuy nhiên, Mỗi ngày bạn nên dành thời gian để chơi đùa và đưa chúng ra ngoài hít thở không khí. Chó poodle tiny dễ nuôi nhưng cũng rất nhạy cảm và rất dễ bị tự kỷ, thậm chí sẽ trở nên hung dữ nếu không được quan tâm mỗi ngày. 7. Chó poodle tiny giá bao nhiêu tiền? Mua, bán ở đâu uy tín? Từ 3 đến 4 triệu đồng. Với mức giá này, bạn sẽ chỉ mua được những em tiny poodle có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cần hết sức lưu ý khi chọn mua những em chó này bởi chúng không có giấy tờ đầy đủ và chế độ bảo hành phù hợp. Trong trường hợp chó vô tình bị bệnh sẽ rất khó có thể quy trách nhiệm cho đơn vị cung ứng. Giá từ 10 đến 12 triệu đồng. Đây là mức giá dành cho giống chó poodle tiny thuần chủng được ra đời tại Việt Nam. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm bởi những em chó này có gia phả, giấy tờ đầy đủ. Đồng thời, với giống chó này thì các cơ sở kinh doanh thú cưng cũng có chế độ bảo hành phù hợp. Điều này sẽ giúp bạn có thể yên tâm nếu chó Poodle Tiny vô tình gặp phải các vấn đề gì liên quan đến sức khỏe trong tương lai. Giá từ 13 đến 23 triệu đồng. Nếu bỏ ra số tiền này, bạn sẽ có được những em chó Poodle Tiny có chất lượng gen tốt, khả năng mắc bệnh thấp và được sinh ra tại Thái Lan. Những chú chó này cũng có giấy tờ, da phả, sổ tiêm chủng đầy đủ. Vì vậy, bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Giá trên 30 triệu. Với mức giá trên 30 triệu thì bạn sẽ có được một em Poodle Tiny có giấy tờ, da phả, đầy đủ. Đây là những chú chó thuần chủng 100% được sinh ra tại Anh, Pháp. Tuy nhiên, giống chó Poodle Tiny chính gốc tại châu Âu rất ít khi được nhập khẩu vì sức khỏe yếu, không phù hợp để di chuyển xa. Vì vậy, bạn rất khó để tìm được một em Poodle Tiny thuần chủng 100% tại Việt Nam. Chó Poodle Tiny quả thực là giống chó dễ thương và thân thiện nhất trên thế giới phải không nào? Việc chăm sóc lông cho Poodle Tiny cũng không quá vất vả vì lông không bị rụng lông như những chú chó khác. Giờ thì bạn đã sẵn sàng đón một em Poodle Tiny về nhà mình chưa?